大家好，我是戒烟客。从本期节目开始呢，我就会以伪纪录片的形式，来记录我在越南的漂流生活。因为有很多的朋友说，也许没有来过越南，但是想了解在这边旅游啊，甚至是说就是寻觅自己的缘分，以及这边的风景、这边的饮食各个方面。今天呢，我就会用这种形式呢，把自己在越南的生活介绍给大家。现在我们在一个苗族的村落，这边有两个漂亮的苗族小妹，跟他们聊一聊天。哎，你们当了什么？làm cuội á, cuội này để làm gì? Để nấu cơm à? Để nấu cơm ạ. Không hạn chỉ nấu cơm thôi, còn nấu cám nữa đúng không? Nhà em có nuôi trâu nuôi bò có gì không? Có. Nhiều không? Cũng nhiều ạ. Em tên gì? Em tên Liên ạ. Liên à? Còn em kia? Em tên Vé. Vé? Tên lạ thế. Wow, đây là nhà gì đây? Nhà cuội.Chắc là cái nhà ngày xưa rồi đúng không? Vâng. Là xây bằng gì? Bằng đất ạ. Wow. Nhà nhà em ngày xưa cũng như thế đúng không? Vâng. Bây giờ xây lại chứ? Vẫn đang ở cái nhà này. Đây là các bạn xem, đây là Việt Nam Miao Zhu trước đây của thổ phòng, nhưng mà nó tường rất là cứng, tường khoảng 50 cm cứng.这个厚度啊，这种房子呢，大家就可以觉得，住在里面冬暖夏凉，非常的有他们地方的特色。现在在国内已经不多见了。这两个小妹好漂亮啊，阿莲跟阿卫吧。bây giờ thì hai em dẫn nhau đi khám phá làng này một chút được không? Xem ở đây cũng thấy đẹp đấy, cảnh cũng đẹp, người cũng đẹp. 今天非常的幸运啊，见两个。漂亮的越南苗族小妹，我叫他们带我去到这个附近到处看看，这边的风景很不错，然后呢，那个小妹也非常的漂亮，非常的开心。啊，这边这个竹子，你买该啊？该来冰土，你们得那么子？单酒các thứ được ạ. Làm được rõ cũng có thể làm củi luôn đúng không? Trong làng ấy mới bình thường là mọi người làm ngô hay là làm gì? Làm ruộng rồi làm ngô. Tức là có làm gạo luôn. Trên bên có chỗ, họ làm trồng trọt, mì, trồng trọt, thủy đạo, cùng với Trung Quốc phía Nam địa khu cũng tương tự. Các bạn có thể.看一下这边，大家正在耕作，种水稻。外边这么低，对，啊，对了，主要làm ruộng với làm ngô với lúa，但是现在他们也是机械化了，大家可以看到。现在呢，用máy nhiêu hay là dùng trâu bao nhiêu？现在是用种máy的nhiều。啊。现在主要还是用机器了，所以说越南大山里面现在还是发展的比较快，朋友们。好，我们继续再看一看吧。那那谁呢？谁们帮分区了吗？哎，谁短谁短的？哎，có đặc sắc nhưng mà nó không chắc。Ở Việt Nam có động đất thế nào chưa? Em hiểu từ động đất không? Động đất? Có không? Cái này thì không có động đất. Ở đây nếu không có động đất thì không có động đất. Ở đây nếu không có động đất thì không có động đất. Ở đây nếu không có động đất thì không có động đất. Ở đây nếu không có động đất thì không có động đất. Ở đây nếu không có động đất thì không có động đất. Ở đây nếu không có động đất thì không có động đất. Ở đây nếu không có động đất thì không có động đất. Ở đây nếu không có động đất thì không có động đất. Ở đây nếu không có động đất thì không có động đất.九年级，lớp 10 là cấp 3 rồi đúng không? Tham đâu khoai ở trên dù cao trung rồi. Thế bây giờ bọn em đang nghỉ à? Bọn em chỉ là ngày nghỉ thôi, còn bọn em đi on để chuẩn bị thi lớp 10.
Thì ngày mai có họp không? Ngày mai thì bọn em vẫn nghỉ một ngày nhà, xong tối hôm chiều hai người đi ạ. Đây nhiều nhà thế em. Cái đây là con gì đây? Đang phơi bới. Con vịt à? 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 Con vịt 但他们这边因为高低不平，还可以把水引到这边。嘿，有的来热的到人。来热吗？热，那堵到这。堵肩仔说还是？热了，可以整热的，因为管理困难。主要的是用雨水。嘿，今天来个水果。这边主要就是用雨水灌溉，因为他们可能会建一些蓄水池之类的，然后有雨水把它储存起来，然后用来种田。反正我觉得这边的环境还挺不错，大家可以看一下，群山环绕，然后这边还有牛，有个人在这边放牛。边头还喺嗰啲争招的哦。狗啊。有狗啊。你还来没公招？来八个。哇，他家有八头牛，真的是。很土豪啊，你们绕太，谈光照。人哋怪啦，人字系，佢吞奶怪啦字。啊，八只地。啊？八只地。八只地啊。哇，这边有蜜蜂啊，有蜜蜂，嗡嗡在那叫。bây giờ thì hai em sắp lên cấp ba thì gia đình em có nói gì không? Nói lại em học tiếp hay là gì? Không. Chứ không bắt về lấy chồng à? Anh thấy người mong lấy chồng sớm mà, đúng không? Còn một số người thôi. Có hai em thì đi học tiếp. Thì sau này có muốn đi đại học gì không? Có. Thì hai em muốn đi học ngành gì? Du lịch sinh thái. Du lịch sinh thái à, cô nhé? Em không nghĩ vậy đấy. 他们以后想做生态旅游行业，以后可能上大学会学相关的专业。也挺不错的，这还有那么高机会的好点钟的，别点钟的上来代表这个中国嘛，真有去中国是好的，俺们学生来过去人家办的，对，好不好？增添见识，更增添收入，真的多。现在还能够来到外高点钟吗？空啊，这上来那么高时间的，高点好漂亮，还能中吗？hai hai em có chơi Zalo gì không? Có à? Thì kết bạn nhé. Bình thường có thời gian thì có thể nói chuyện. Đợi một tí nhé. Em nhập số của em đi. Em chỉ chơi Facebook ạ. Em. Bây giờ cái lần nào chút nữa mình kết bạn Facebook.